Đông Nhi, Tiền Đình sau màn trình diễn hơn 45 phút trên sân khấu. Đông Nhi đã cạn sức sau khi vừa hát vừa nhảy liên tục. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn giao lưu giữa Đông Nhi và người hâm mộ ngay sau khi kết thúc một đêm diễn. Theo đó, sau khi hát xong, Đông Nhi liền tiến đến phía các fan đang đứng đợi sẵn để trò chuyện trước khi lên xe ra về. Ngay khi vừa thấy các fan của mình, Đông Nhi đã có hành động ôm tim và nói, chị sắp xỉu đến nơi rồi, có lẽ sau khi trình diễn hơn 45 phút trên sân khấu. Đông Nhi đã cạn năng lượng khi vừa phải hát live, vừa nhảy liên tục. Tuy nhiên, ngay sau khi được các fan vây quanh để động viên và dành lời khen cho tiết mục biểu diễn vừa qua thì Đông Nhi đã không khỏi thích thú. Liên tục gửi lời cảm ơn đến các bạn fan. Đang trò chuyện rôm rã thì Đông Nhi bỗng bị nhức đầu, sau đó các fan đã chỉ ra nguyên nhân chính là do Đông Nhi đã nhảy quá sung trên sân khấu nên mới có triệu chứng như vậy. Đặc biệt, Đông Nhi cũng thừa nhận, lắc xong rồi giờ Tiền Đình luôn nè. Tuy khá đuối sau khi hát xong, nhưng Đông Nhi vẫn rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng khi giao lưu cùng người hâm mộ của mình khiến ai cũng thích thú khi chứng kiến. Đảm nhiệm vị trí quan trọng, nghệ sĩ trình diễn cuối cùng của đêm diễn, Đông Nhi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả. Mang đến loạt bản hit như Xin Anh Đừng, Mr. Sexy, Hey Boy, Vì Ai Vì Anh. Đồng thời, nữ ca sĩ còn chứng tỏ đẳng cấp vững vàng của cô trong lòng công chúng. Vừa hát live, vừa thực hiện vũ đạo cường độ mạnh, Đông Nhi vẫn tỏa sáng trong tiếng hò reo của khán giả. Không chỉ chăm chỉ đi hát trên các sân khấu lớn, mà Đông Nhi còn chứng minh độ chăm chỉ của mình khi tái xuất đường đua âm nhạc bằng MV Chớ Nên Về Sớm, sản phẩm thứ hai trong năm 2022. Đây là món quà đặc biệt mà Đông Nhi muốn gửi tới khán giả, thay cho lời cảm ơn sự yêu mến của mọi người suốt thời gian qua. Dù không có hoạt động quảng bá bài bản như các sản phẩm trước đây của Đông Nhi, nhưng MV này vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.